Hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam, không chỉ là nguồn cung cấp nước trọng yếu của khu vực mà còn sở hữu vẻ đẹp non xanh nước biếc, trở thành điểm du lịch bụi hấp dẫn với những bước chân khám phá. Vị trí địa lý của Hồ Dầu Tiếng tiếp giáp với ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, trong đó lưu vực chủ yếu nằm trên địa phận huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, hầu như hành trình tour du lịch Tây Ninh cũng đều có nhắc đến hồ nước này. Nằm cách thị xã Tây Ninh 25 km về hướng đông, hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước là 270 km, dùng tích chứa 1,58 tỷ m³ nước. Hồ được khởi công xây dựng vào năm 1981 và hoàn thành vào năm 1985. Hồ Dầu Tiếng với không gian rộng lớn, từ lâu nơi đây đã trở thành một điểm du lịch Tây Ninh nổi tiếng bởi có cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời trải dọc hai bên hồ, tạo nên một bức tranh sơn thủy hữu tình đầy mơ mộng. Giữa hồ là những đảo nhỏ như đảo Sin, đảo Trang, đảo Đông Bò, hiện lên như một nét chấm phá đầy quyến rũ mà bất kỳ lữ khách nào đến đây cũng muốn khám phá. Các ốc đảo tự nhiên ở Hồ Dầu Tiếng rất độc đáo, không khí trong lành mát dịu mà bất kỳ du khách nào lần đầu tiên đặt chân đến đây đều cảm thấy thoải mái. Cảnh đẹp ở đây chắc chắn sẽ giúp những lữ khách có thể lưu lại những khoảnh khắc có một không hai trong hành trình khám phá Tây Ninh của mình. Hồ Dầu Tiếng, hãy đợi lúc bình minh lên hay đón hoàng hôn xuống để cảm nhận hết được vẻ đẹp của cảnh quan nơi đây. Một bức tranh tuyệt vời hiện lên với một vẻ đẹp bình yên, thơ mộng, lung linh sắc màu. Tất cả như hòa quyện vào nhau tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo, đầy sức quyến rũ. Lữ khách sắc thiên nhiên, rồi nhịp đập, nhịp dịu dàng của những con sóng nơi lòng hồ, làm dịu hết những bộn bề của cuộc sống hiện đại, tất bật ồn ào. Về Hồ Dầu Tiếng, chắc chắn không thể bỏ qua một lần tham quan kênh Đông Củ Chi, con kênh xinh đẹp thầm lặng đưa nước từ Hồ Dầu Tiếng đi khắp vùng Củ Chi, nước kênh trong vắt, nhìn rõ cả những đàn cá bơi lội. Để đi hết Hồ Dầu Tiếng sẽ mất cả giờ đồng hồ, thế nên nếu dành thời gian đến đây, tất nhiên sẽ là thiếu nếu không nhắc đến đặc sản nơi đây. Hãy mạnh dạn làm một ngư dân đi cùng người dân địa phương đánh bắt cá hoặc trải nghiệm câu cá giữa lòng hồ mênh mông. Một thú vị không phải lúc nào cũng có được. Hồ Dầu Tiếng từ lâu đã trở thành điểm khám phá thú vị của nhiều du khách đến Tây Ninh. Điểm đến dân dã với nhiều trải nghiệm thú vị này thật sự rất xứng đáng có trong lịch trình tour du lịch khám phá của mình. Bất kể khi nào có dịp đến thăm mảnh đất rất đỗi bình yên này.
Mày Vinh. Mày Vinh, thương mày, thương mày.